Hello cả nhà nhá. Hôm nay cuối tuần nghỉ ngơi không việc gì thôi. Mang cái xe ra đi rửa anh em ạ. Xe hơi bẩn. Đợt này em đang đợi làm cái thủ tục giấy tờ cho xe nên là ít khi đi. Rồi, ok. Hôm nay tại sao lên clip này anh em ạ? Hôm nay lên clip này để chia sẻ nhà mình một cái chủ đề mà các anh em comment trên kênh của em hỏi là chia sẻ cái lý do tại sao mà đang đi VF5 mua pin lại bán đi mua một con thuê pin và mua xe điện thì lên mua pin đi thuê pin anh em nhé. Cái này thì em là người trực tiếp từng trải qua cái cung bậc cảm xúc rồi từ thuê pin sang mua pin. Đây là chiếc mà xe điện VF5 đầu tiên em mua pin và cũng là chiếc xe điện đầu tiên em mua pin. Cũng trải nghiệm nó đến bây giờ là 2.971 km này, khoảng hơn một khoảng gần một tháng này. Vì giờ chuyến xuyên Việt đi nhiều. Xin chào anh chị. Em. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính là chủ đề xe điện nên mua pin hay thuê pin anh em nhé. Thì câu chuyện này thì nó cũng rất nhiều như nhiều câu chuyện khác, như anh em vẫn hỏi em. Sáng nay có một bạn hỏi inbox em hỏi em, anh ơi em đang phân vân giữa MG5 và VF5. Em hỏi luôn là thế thực sự là em muốn gì? Nếu mà em làm thu nhập tốt, không phải lo lắng tính toán nhiều thì em mua MG5. Còn nếu mà em là người có thu nhập ổn định, cần phải một chiếc xe kinh tế đi lại tránh mưa tránh nắng thì em nên mua VF5. Và cuối cùng là bạn ấy bảo là em là người có thu nhập ổn định, thế thôi thì định thì em nên mua VF5 vì VF5 là một chiếc xe kinh tế hơn tất cả các loại xe trên thị trường Việt Nam bây giờ đấy. Chứ còn nếu mà để mà hưởng thụ thì chả tội gì mua MG5, nó quá đẹp, đẹp kinh khủng luôn đấy. Thế thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện chính. Xe điện lên mua pin hay thuê pin. Như em nói, xe điện lên mua pin thuê pin là theo cái mục đích sử dụng của mình. Em thì em cứ đúc kết như này. Anh em chạy dịch vụ Grab hay là kinh doanh chiếc xe này thì nên thuê pin. Còn anh em không dịch vụ, không kinh doanh thì nên mua pin. Được không ạ? Rồi, ok, bây giờ em sẽ giải thích cho tại sao như vậy. Xe điện thì như trước đây khi mà nó mới vào từ Việt Nam, là chiếc VF8, VF9 ấy, thì nếu mà để mà cả viên bi nữa thì nó rất là đắt anh em ạ. Nó rất là đắt và mọi người sẽ không thể với tới được, không thể gọi là trải nghiệm cảm giác xe điện nó như thế nào. Và sau hơn một năm khi mà thị trường xe điện nó đi vào guồng rồi đấy. Mọi người đợi em tí nhá, em phải đi không nó tắc đường, cho em phải lên đây trước. Ok, đằng sau kìa. Ok, em đi rửa xe anh em ạ. Nó hơi đông nên phải theo cái lời chỉ dẫn của cái anh bạn ở đây. Rồi, ok, để em xíu nha. Rồi, ok, hôm nay chủ nhật thì nhiều người giờ đi rửa xe anh em ạ. Nên là chỗ rửa xe nó hơi đông. Không sao cả, đây vừa có cớ để ngồi tâm sự với anh em. Rồi, ok, bây giờ em sẽ chia sẻ nhà mình với câu chuyện là tại sao VF5 và VF6 lên mua pin anh em nhé. Thuê pin thì em vừa rõ rồi đấy. Anh em chạy dịch vụ kinh doanh thì nên cố gắng kiếm một con những chiếc xe tiên phong, đặc biệt là VF5 tiên phong này. Thuê pin không giới hạn. Hay sắp tới như VF5 họ đã có triển khai gói mới là thuê pin có giới hạn, nhưng cái thuê pin hơi cao. Nếu anh em xác định chạy khoảng 100 cây đến 200 cây một ngày thì thuê pin ok để anh em đỡ phải suy nghĩ vấn đề là việc ui giờ pin nó hỏng, biết nội dung là đấy. Xác định giờ kinh doanh thì thuê pin, còn như mình dùng ấy thì mua pin. Hôm trước anh em, một số anh em hỏi lo lắng với em là vấn đề mua pin thì cái pin nó bền không, thì cũng nhiều clip em chia sẻ rồi ấy. Đối với những cái pin công nghệ khác em không biết, nhưng đối với những pin công nghệ kiểu như NFP giống như VF5 và VF6 này ấy, thì cái vòng nạp xả của nó tương đương với từ 3.000 đến 4.000 vòng, chứ không phải 3.000 đến 4.000 lần sạc anh em nhé. Khoảng 3.000 đến 4.000 một vòng sạc. Vòng sạc bao gồm là một chu kỳ 100% pin. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà anh em mà sạc từ 0 đến 80% thì chưa đủ một chu kỳ anh em ạ. Bây giờ anh em sạc thêm 20% nữa thì nó mới tính là một chu kỳ. Đấy, một vòng sạc 100% đầy thì sẽ là một chu kỳ. Thì chiếc xe này sẽ tính như sau: một lần sạc cái xe này đi được 300 km, anh em cứ tính gọi là tính 3.000 vòng sạc đi là 100.000 km anh em, à 1.000.000 km thì phải. Đấy, nó sẽ là 900.000 km anh em ạ, tương đương với 90 vạn và tương đương gần 1.000.000 km. Nói chung là khoảng 1.000.000 km thì chiếc xe này bắt đầu là chai pin nha anh em nhé.
1 triệu km thì chiếc xe này mới giảm cái dung lượng pin xuống khoảng gần 70%. Thì lúc đó chiếc xe này nó vẫn còn đi tiếp được chứ không phải pin hỏng anh em ạ. 1 triệu km thì nếu anh em đi gia đình anh em sẽ đi được khoảng 20 năm. Sau 10 đến 20 năm sau viên pin nó chưa hỏng hẳn đâu và gần như ấy. Em cũng không phải tự tin đâu, nhất cả những chiếc xe Tesla của công nghệ pin trước đến bây giờ 2010 giờ pin nó đã hỏng đâu. Đó, thế nên anh em đừng bao giờ hy vọng là, hay là lo lắng viên pin này hỏng. Rồi, về câu chuyện là VF5 lên mua pin hay thuê pin. Nếu bây giờ được lựa chọn, hỏi tất cả anh em thuê pin VF5 trong nhóm VF5, hỏi bây giờ nếu mà công ty cho đóng 80 triệu để lấy viên pin anh em đóng không, thì em xin tin chắc là khoảng 96% anh em sẽ đồng ý mua pin anh em ạ. Tại vì mua pin chiếc VF5 này trời ơi, nó tiết kiệm không thể tả được. Chiếc xe này của em là tính khoảng 500 triệu hơn năm, bây giờ lăn bánh khoảng 540 đi. Thì bây giờ như 1 tháng em sử dụng thì gần như chả mất đồng nào, chắc mất 100-200 ngàn. Nó tiết kiệm mà nó để đây em ngồi xe bật máy mà nổ máy bật điều hòa đợi người ta rửa xe này. Không biết tả như thế nào cho anh hiểu, em hiểu cái cảm giác mà đi ô tô mà không tốn một xu nào ấy. Nó kinh khủng lắm, tại vì em tháng trước em đi chiếc xe xăng của em mất 6 triệu. Nên em biết được rằng là chiếc xe này nếu mà thuê mua cả pin thì thực sự là gần như không tốn một xu nào để đi chiếc xe VF5 này. Rồi câu chuyện tiếp theo về VF6. Anh em để ý VF6 trong thời gian tới ấy, gần như đến 100% mọi người sẽ là mua pin anh em ạ. Đấy. Thì VF6 thì đến ngày hôm nay cũng là ngày 29 thì phải, 29 tháng 10, ngày mai là ngày cuối cùng nhận đặt cọc chiếc VF6 đấy. Thì tất cả các cái bài toán tính toán để cho VF6 đều là sẽ hướng đến anh chị em là mua pin. Có một chi tiết ở VF6 em thấy hơi buồn cười là nếu mà anh chị em mua pin ý, thì anh em sẽ phải cọc 30 triệu tiền pin. Tính ra là chênh lệch giữa mua pin và thuê pin là 60 triệu. Nếu như mình bỏ ra đến tận gần 800 triệu một chiếc xe ô tô mà không cố được 60 triệu lấy luôn viên pin thuộc về mình thì nó hơi buồn cười. Tại vì nếu mà anh em thuê mua pin chiếc xe này hay VF6 ấy, thì hàng tháng anh em sử dụng ấy, chi phí nó còn rẻ hơn một chiếc xe Honda Vision. Em đang ngồi tính toán này, không tính lãi banh nhé, chúng ta chỉ cần tính đơn giản là chi phí sử dụng một chiếc xe ô tô xăng trung bình một tháng sẽ mất khoảng 4 triệu. Chi phí sử dụng chiếc ô tô điện này trung bình một tháng mất khoảng 400-500 nghìn. Riêng chênh lệch một tháng giữa xe điện này xăng khoảng 4 triệu. Thì anh hiểu là nếu sau 5 năm mọi người chênh lệch bao tiền, sau 5 năm là chênh lệch giữa một chiếc xe điện và chiếc xe xăng nó sẽ là 200 triệu. Đấy, xe điện và xe xăng nó sẽ khác nhau ở cái chi phí sau tính toán sau khoảng 5 năm. Nếu mà ai mua VF6 mà cảm thấy nó đắt ấy, thì tốt nhất là chọn bài toán nhé, là gắn bó với nó 5 năm, sau 5 năm sau giả lại cho VinFast, bán lại cho VinFast với cái mức giá là 66% giá trị của ban đầu, có nghĩa là trung bình mỗi một năm, mỗi một tháng nhà mình sẽ lỗ khoảng 4 triệu khấu hao chiếc xe. Tiền lỗ khấu hao chiếc xe tương đương với tiền xăng anh em ạ. Gần như là nếu mà tính toán chi ly ra thì gần như là mua một chiếc xe điện sau 5 năm bán lại cho VinFast là lỗ bằng không. Vì tiền chênh lệch giữa xe xăng và xe điện sau 5 năm thì nó chính là cái tiền đấy. Đấy. Thế nên là khuyên anh em là nếu anh em mua VF5 trong thời gian tới và VF6 thời gian tới, khuyên chân thành anh em đi mua pin. Lúc đấy anh em mới thấy giá trị của một chiếc xe điện có pin nó sướng như thế nào. Nó sướng trong tâm lý anh em ạ. Nó sướng trong tâm lý là đi chiếc xe không tốn, gần như không tốn một xu nào. Tốn rất ít, nhất là anh em nào mà làm cơ quan mà có chỗ đỗ xe mà có chỗ cắm điện thì gần như điện cơ quan thì cái này thì em không khuyến khích đâu, nhưng mà điện cơ quan nó đáng bao nhiêu so với một chiếc xe điện của anh em đúng không? Đấy, thế nên là đúc kết một điều, anh em cần một chiếc xe kinh tế thì VF5 là một chiếc xe siêu siêu kinh điển. Còn anh em cần một chiếc xe vừa kinh tế lại vừa gọi là hưởng thụ thì có thể là cố lên VF6. Nếu mà cố không được VF6 và lớn thì cố VF6 Eco, nó chênh khoảng 150 triệu so với VF5 và lớn. Tất cả đều có pin anh em nhé. Anh em mua xe điện lên mua pin. Rồi, ok. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những chia sẻ tiếp theo về xe điện, và đặc biệt là hy vọng là mọi thứ thuận lợi để có thể là có chiếc VF6 sớm để chia sẻ cùng anh em nhé. Bye bye anh em.